Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Tài chính Kinh doanh. Còn với việc tiếp tục giảm điểm trong phiên hôm qua, giá đường thế giới trong quý 1 này đã ghi nhận mức giảm tới 20%, thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Theo đó, giá đường kỳ hạn tháng 5 năm 2020 trên sàn New York giảm 2,89%, xuống còn khoảng 5,34 triệu Việt Nam đồng cho một tấn trong phiên hôm qua. Nguyên nhân chính cho chuỗi giảm mạnh liên tục của giá đường đến từ việc thị trường dầu mỏ lao dốc, khiến lợi nhuận của việc sản xuất ethanol giảm theo. Trước tình hình đó, các nhà sản xuất mía đường tại Brazil đã chuyển hướng sang sản xuất đường thay vì ethanol và gây áp lực lên giá.